Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành. Và Khải chúc quý vị có được một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều năng lượng nha. Trong thời gian qua thì Khải nhận được hai cái bình luận của bác Liên và bác Mai có nhờ Khải chia sẻ về căn bệnh là đau gót chân. Bệnh là đau gót chân. Thì cái bệnh đau gót chân á, là một căn bệnh mà rất là phổ biến và thường thì xảy ra ở những người trong độ tuổi trung niên hoặc là cao tuổi. Thông thường thì cái bệnh này xảy ra trong cái độ tuổi là từ 45 trở đi, từ 45 trở đi. Và cái bệnh mà đau gót chân á có thể là có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, có thể là viêm cái túi hoạt dịch hoặc là viêm khớp hoặc là nhưng mà thông thường á, thường thấy nhất là cái bị gai gót chân, bị gai gót chân nha quý vị. Thế thì nếu như mà không được kịp thời phát hiện và điều trị á, thì cái bệnh đau gót chân này nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là chúng gây khó khăn rất là lớn trong cái việc đi lại. Chúng ta cảm thấy đau thốn cái vùng gót chân rất là khó chịu. Vậy thì ngày hôm nay Khải sẽ chia sẻ cho quý vị cách mà chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết trong giường chẩn nha. Chúng ta sẽ áp dụng lý thuyết trong giường chẩn để giúp quý vị có thể là cải thiện được cái căn bệnh đau gót chân này. Tuy nhiên trước khi đi vào cái phần nội dung chính thì Khải rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho Khải nha. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính nha. Và trong video ngày hôm nay á, thì Khải sẽ chia sẻ cho quý vị 3 bước. Và khi mà quý vị thực hiện xong 3 bước này, thì chắc chắn là quý vị sẽ cải thiện được cái tình trạng đau gót chân nha. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện cái bước đầu tiên. Trước khi thực hiện cái bước đầu tiên á, thì Khải sẽ giới thiệu sơ qua về một cái thuyết trong viện chẩn là thuyết đồng ứng. Thuyết đồng ứng là một cái thuyết rất là quan trọng trong viện chẩn và được thầy Lý Phước Lộc áp dụng rất là hiệu quả, đã chữa được rất là nhiều bệnh cho nhiều người ở hải ngoại. Thầy Lý Phước Lộc dùng cái thuyết đồng ứng trong viện chẩn. Thì đồng ứng á có nghĩa là những gì có hình dáng giống nhau thì nó sẽ có mối liên hệ mật thiết với nhau và đáp ứng với nhau. Và dựa trên cơ sở này á, chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách là tác động vào những cái bộ phận, những cái khu vực có hình dáng giống với bộ phận đang có bệnh. Nha quý vị. Đó. Như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta đang bị đau gót chân thì chúng ta hãy tìm những cái bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta nó có cái hình dáng giống tương tự như là gót chân thì chúng ta hãy tác động vào đó. Nha quý vị. Thế thì cái bộ phận đầu tiên mà nó có cái hình dáng nó đồng ứng với lại cái gót chân đó chính là cái khu vực này quý vị. Đó chính là khu vực này này, khu vực này. Tại vì sao? Tại vì theo viện chẩn á, khi mà chúng ta nắm cái bàn tay lại như vậy nha, chúng ta nắm bàn tay và chúng ta giấu ngón tay cái vào bên trong như vậy nè, là cái tư thế này nó đồng ứng với lại cơ thể người, cái nắm bàn tay này đồng ứng với lại cái đầu, cái phía trước này này chính là cái cổ của chúng ta, đây là đầu thì đây là cổ này, thế thì phía sau này là cái cổ gái và phía trên cổ gái là cái mỏ ót của chúng ta, cái mỏ ót đó, mà cái mỏ ót á lại đồng ứng với lại cái gót chân, mỏ ót đồng ứng với gót chân nha quý vị. Đó. Cho nên khi mà chúng ta bị đau gót chân á, thì quý vị hãy dây ấn vào khu vực này quý vị. Dây ấn vào khu vực này nha. Đó. Bằng cách á, là quý vị hãy làm giống y như Khải vậy. Chúng ta nắm cái bàn tay lại nè. Nắm bàn tay, giấu ngón tay cái vào bên trong. Tiếp theo là chúng ta sẽ để song song trước ngực nè. Song song trước ngực. Và chúng ta dùng cái ngón tay cái của bàn tay phải chúng ta miết nè. Đó. Chúng ta miết khắp tất cả những vị trí trên cái khu vực này quý vị. Đó, miết khắp vị trí này. Chúng ta miết nè. Đó, chúng ta miết. Miết vào. Miết từ bên này, miết vào đến cái cổ tay. Đó. Và trong cái quá trình mà quý vị miết tất cả những cái vị trí trên khu vực của cái mu bàn tay này á, thì quý vị hãy vừa miết và vừa cảm nhận xem nha. Vừa cảm nhận xem có cái điểm nào nó đau bất thường hay không. Đó, chúng ta lắng nghe, cảm nhận có cái điểm nào nó đau bất thường hay không. Nếu có, thì chúng ta dây ấn vào đó 7 lần. Đó. Tại vì cái điểm đau đó theo viện chẩn gọi là điểm sinh huyệt, điểm sinh huyệt trong đông y á, người ta gọi là điểm a thệ huyệt, hay chúng ta nói một cách đơn giản dễ hiểu đó chính là cái điểm báo bệnh. Đó. Cái gót chân của chúng ta nó bị đau thì nó sẽ báo một cái điểm cho chúng ta biết. Đó.
Nếu mà chúng ta tìm được cái điểm đó thì chúng ta dây án vào đó 7 lần thì chúng ta sẽ giải quyết được cái cơn đau ở dưới vùng gót chân nha quý vị. Đó cũng tương tự như vậy, thì quý vị hãy làm trên cái bàn tay phải nha. Chúng ta cũng sẽ nắm tương tự lại như vậy nè, nắm tương tự vậy. Chúng ta phải nắm như vậy nha thì nó mới đồng ứng với lại cái gót chân của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta nắm như vậy thì không phải nha. Nắm dấu ngón tay cái vào bên trong và chúng ta miết này, miết tất cả những vị trí trên cái mu bàn tay. Trong trường hợp này á, thì cái mu bàn tay này không còn là cái mu bàn tay nữa mà nó là cái ót của chúng ta, mà cái ót này là đồng ứng với lại cái gót chân. Khải sẽ chia sẻ cho quý vị ở cái phần 3, ở cái bước 3 thì Khải sẽ nói rõ hơn tại sao cái ót này lại đồng ứng với lại cái gót chân nha. Ở phần 3, ở bước 3 chúng ta sẽ nói rõ hơn. Thì một ngày á, quý vị sẽ tác động vào khu vực này nè khoảng 2 lần. Một lần là vào buổi sáng sau khi thức dậy và một lần nữa là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ngoài cách dùng tay để tác động á, thì chúng ta cũng có thể dùng một cách nữa, đó là dùng cây ngải cứu này để chúng ta thắp đỏ lên và chúng ta hơi nóng vào cái khu vực mu bàn tay này. Đó, chúng ta hơi nóng vào đây. Hoặc là quý vị tìm mua cái dụng cụ là cây lăn cầu gai của diện trắng này. Có một đầu lăn gai này, chúng ta dùng để lăn trên cái mu bàn tay này. Rồi chúng ta lăn như vậy. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ quý vị cách mà chúng ta thực hiện cái bước thứ hai. Bước thứ hai nha quý vị. Ở bước thứ hai á, thì quý vị chuẩn bị cho Khải một cái khúc gỗ tròn nha. Một khúc gỗ tròn. Nó có đường kính khoảng là 5 đến 10 cm. Và hoặc là quý vị sẽ dùng một cái chai thủy tinh giống như là cái chai nước ngọt hoặc là chai bia. Và chúng ta để ở dưới cái này nhé, và chúng ta đặt hai cái lòng bàn chân của chúng ta lên cái thanh gỗ tròn hoặc là cái chai thủy tinh, và chúng ta sẽ lăn tới lăn về, lăn tới lăn về đó, nhằm á, là massage cái lòng bàn chân cũng như là massage cái gót chân của chúng ta được dễ chịu hơn, đồng thời á, là sẽ giúp kích thích tất cả những cái khu phản xạ ở dưới cái lòng bàn chân đó. Tại vì tục ngữ người ta có câu rằng là trăm bệnh là bắt nguồn từ cái chân của chúng ta, từ cái bàn chân đó quý vị. Và quý vị cũng có nghe qua và cũng có rất là nhiều quý vị gặp phải tình trạng là bị suy giãn tĩnh mạch chân đó, thì có khả năng là cái bệnh này nó bắt nguồn từ cái việc là cái bàn chân của chúng ta. Vì vậy quý vị hãy thường xuyên kiên trì siêng năng xoa bóp chăm sóc cái lòng bàn chân, cái bàn chân của chúng ta để chúng ta phòng trừ được nhiều bệnh khác nhau, cũng như là phòng được cái bệnh suy giãn tĩnh mạch này, cũng như là cải thiện được cái tình trạng đau gót chân. Nếu quý vị đó, quý vị cứ làm giống y như Khải nói vậy. Buổi sáng quý vị vừa thức dậy là chúng ta sẽ để cái thanh gỗ tròn hoặc là cái chai thủy tinh ở dưới cái nền đất á, và chúng ta đặt cái lòng bàn chân của chúng ta lên và chúng ta lăn tới lăn về, lăn tới lăn về. Chúng ta làm như vậy khoảng là từ 2 đến 3 phút. Quý vị nào mà có thời gian nhiều thì chúng ta làm khoảng 5 phút nha. Buổi tối thì chúng ta làm lại một lần nữa. Tương tự y như vậy trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Đó, cái việc này còn chúc quý vị có được một giấc ngủ ngon hơn, trọn vẹn hơn nha. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị cách mà chúng ta thực hiện cái bước thứ ba. Đây cũng là cái bước cuối cùng trong cái video ngày hôm nay mà Khải muốn chia sẻ cho quý vị để giúp quý vị có thể cải thiện được cái tình trạng đa gót chân hiệu quả ngay tại nhà. Bước thứ ba này á, là chúng ta sẽ tác động vào một cái huyệt vị nằm ở phía sau cái cổ gáy của chúng ta. Nó có tên là huyệt phong trì nha quý vị. Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta tác động vào đây, cũng như là Khải sẽ giải thích tại sao chúng ta lại tác động vào khu vực này, nó lại đồng ứng với lại cái gót chân. Để quý vị bây giờ Khải sẽ ngồi quay cái lưng lại để cho quý vị dễ quan sát hơn nha. Thì huyệt phong trì á, nó sẽ nằm một vị trí ở bên phải này và một vị trí ở bên trái này, nằm hai bên cái sợi gân cổ và nằm ngay chỗ cái chân tóc ở phía sau đó. Nó đối xứng với nhau qua cái đốt sống cổ đây. Đó, và quý vị tác động vào đây là chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cái này, chúng ta miết từ trên cái khu vực này này, miết từ trên khu vực cái mỏ ót của chúng ta miết xuống, miết đi ngang qua khu vực phong trì và nó đi thẳng xuống phía dưới cái cổ chúng ta luôn, phía dưới cái vùng vai. Bây giờ Khải sẽ làm mẫu cho quý vị xem này, đặt hai ngón tay cái vào đây này, miết xuống này. Đó, chúng ta miết xuống đến dưới này và chúng ta làm lại.
Đó, quý vị làm giống y như Khải và chúng ta làm lặp đi lặp lại trong khoảng từ 2 đến 3 phút, 2 đến 3 phút. Thì bây giờ Khải sẽ giải thích tại sao chúng ta lại tác động vào khu vực này và khu vực này nó lại đồng ứng với lại cái gót chân. Tại vì bây giờ quý vị thử quan sát và hình dung nha. Cái gót chân của chúng ta thì nó sẽ có cái nhượng chân, cái nhượng chân. Thì cái nhượng chân đó thì nó sẽ giống y như là cái sợi gân cổ của chúng ta vậy. Đó. Cái nhượng chân nó giống y như là cái sợi gân cổ này. Và cái gót chân khi mà nhìn từ phía sau á, nó cũng sẽ giống giống y như là cái mỏ ốc của chúng ta vậy. Đó. Khải sẽ để một cái hình ở chỗ này để cho quý vị có thể là so sánh nó dễ dàng hơn. Cái gót chân á nó giống với lại cái mỏ ốc này. Và cái nhượng chân á nó sẽ giống như là cái sợi gân gân cổ. Vì vậy khi mà chúng ta bị đau cái gót chân, đau cái nhượng chân thì chúng ta hãy tác động vào khu vực cái mỏ ốc này và cái cổ gáy này. Và đặc biệt đó chính là chúng ta hãy tác động vào huyệt phong trì. Cái việc mà tác động vào cái khu vực này này và tác động vào khu vực phong trì ấy, thì ngoài cái việc là giúp quý vị giải quyết được cái tình trạng đau gót chân là chúng ta cũng sẽ giải quyết được những cái chứng như là bị đau đau đầu này, đau mỏi cổ gáy này và thiếu máu não nha quý vị, thiếu máu não. Và cũng tương tự như là bước 1 và bước 2 thì quý vị hãy tác động vào khu vực cái huyệt phong trì này, cái mỏ ốc của chúng ta, một ngày là 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần nữa là vào buổi tối nha quý vị. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ xong cho quý vị ba cái bước là chúng ta đã vừa áp dụng lý thuyết của viện chẩn và cả đông y để chúng ta có thể giải quyết hoặc là chúng ta cải thiện được những cái cơn đau ở cái vùng gót chân. Và Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ cho quý vị sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thật sự là hữu ích để giúp quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà. Và nếu như mà quý vị xem thứ hai á, thì quý vị có thể nhấn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem. Có những cái thắc mắc gì thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video nha. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để khi nào mà Khải ra video mới á, thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.